Good morning. Good morning. Tâm đang lôi xe ra đi nhà thờ. Giờ là 8 giờ 9 phút. Tâm đi lễ như mọi lần. Lễ 9 giờ. Hôm nay thì đi lễ xong thì Tâm phải Tâm chỉ ghé qua chợ mua tí rau thôi là Tâm sẽ về để đi ra sân bay đi Florida. Này Tâm sẽ đi với mấy chị em nhà Tâm. Trời hôm nay trở lạnh. Tâm tới nhà thờ rồi các bạn. Gió lạnh lắm. Chói à. Gió thấu xương luôn các bạn. Gió lạnh lắm. Cái hang đá chắc là cũng hoàn thành rồi ha. Lạnh quá. Có bán đồ ấm, khăn len, khăn đá nè, có rơm rồi, đẹp chưa nè, có tượng đặt vô hết rồi, đẹp chưa? Nó đẹp chưa nè? Bấm để xong rồi làm cho mình nắng đẹp. Lễ xong rồi các bạn, bây giờ Tâm đi về. Bây giờ Tâm đi về mà nó lạnh kinh khủng luôn, nắng trong veo à, nhưng mà lạnh buốt luôn á, gió nữa các bạn. Giờ Tâm về Tâm ghé chợ một tí rau cái chạy về nhà. Sửa soạn chạy ra sân bay đi Florida. Nói chứ 2 giờ mới ra sân bay mà giờ mới 11 giờ mấy mà. À, chợ chùm hổm rồi các bạn. Mà gió nó bưng dù với bà chị đi chỗ khác luôn. Bà phải dí theo bà lụm cái dù. Gió dễ sợ mà đứng ngoài này bán lạnh chết. Nếu mà già trùm đầu trùm đủ ngồi bán là nghiệp. Gió lạnh ghê lắm các bạn ơi. Gió lạnh nám hết da mặt luôn. Đường Tâm đi nhà thờ về nè. Sáng ra đi đường này, cái khúc này là đi giống nhau thôi. Nó đi dưới cái vòng cây này các bạn. Đẹp không? Đó. Con đường Tâm đi mỗi chủ nhật đi ra rồi đi về là đi dưới cái vòng cây này. Dễ thương ghê. Chui dưới vòng cây, đoạn đường này nó hơi ngoằn ngoèo. Nhưng mà nó đẹp. Ở những cái tán cây nó ra vậy, họ không có cắt đâu. Họ để vậy cho mình đi dưới nó. Cũng có những cái thông, cái lá nó ngã vàng, ngã nâu. Nhưng mà đa số cây thông thì nó còn xanh. Chắc cái cây thông mà nó bị nó sắp chết rồi sao, không hiểu nữa. Đa số cây thông nó không có đổi màu lá. Tâm đã về đến khu mobile home của Tâm rồi. Khu
hôm mùa này thì cũng đẹp, lá cây đổi màu xanh đỏ, xanh vàng, nâu đỏ. Nhưng mà để mà tới mùa đông nó lạnh thì nó trơ cành hết trơn, còn bữa nay thì nó còn đẹp, lá nó đủ màu, đủ màu đủ sắc, đủ màu đủ sắc thì mình thấy nó cũng đẹp đó. Nó có những cái cây được mà. Bây giờ Tấm lên đường đi Florida. Giờ đem đồ ra xe hết rồi. Bây giờ lên xe đi. Giờ Tấm lên trên đường ra sân bay. Phần đầu mặc cái áo màu xanh. Mẫn tiếc nó không cho, nó nói là phải mặc áo màu tím mới được. Kiếm được áo màu tím mặc rồi. Mặc áo màu tím. Đây chứ không có cái áo màu tím là cho ở nhà luôn rồi. Hai người nó đi không cho mình đi rồi. Với máy bay mình giữ. Giờ mình đang trên đường đi vô sân bay. Đường dẫn vào sân bay Bush. Có lá vàng, lá đỏ. Cái này cũng đẹp nhá. Nó lạnh là nó đẹp à. Đi sân bay quốc tế. Mới gần sân bay quốc tế nên đi sân bay quốc tế. Mình sẽ đi vô cửa A Spirit. Từ nhà Tấm tới sân bay thì khoảng nửa tiếng. Xe mới đãi đồ này. Bây giờ mình đã tới sân bay, mình đi xuống mình lấy xe, mình bỏ đồ này, mình đãi vô trong. Lạnh ngắt à? Tại vì tôi lấy chiếc xe không đãi đồ. Xe đâu hả? Tôi đã tới vô trong cửa an ninh rồi, bây giờ đi kiếm cái cổng. Chéo đá cho. Em quậy nó hay lai lắm chị. Nó bị đặt làm người lớn. Sao ăn quà đồ trong cái tủ này không? Ăn. Mua nhà sao này tiếc phải có tiền mà. Ăn không biết làm sao. Cái này lỡ dở quá, đầm thì nó ngắn quá. Để phải mua cái quần mai quần đồ giống vậy. Là tiết mục ăn uống, ăn chơi. Ăn thôi. Cái này không biết cái gì mua đại ba ly khác nhau. Năm là ngủ. Ngủ gì đi, ăn xong chắc cũng gần tới giờ lên máy bay. Ở đây nó có cái nhà hàng này cũng có lý ghê, đồ ăn châu Á đó. Có cơm, có mì. Cái Thái Lan ạ, chắc Thái Lan hay thứ để họ lựa chọn á. Họ ăn đồ Mỹ hè, ăn đồ tàu, nhìn ăn mì. Nhìn nó giống mì gói quá ta. Còn nhiều ăn quá không? Bán rẻ vậy chứ nó bán cũng không có phải là giới côn nữa. Giờ cũng không phải kiểu giá sân bay là mắc. Việt Nam vô sân bay mua đồ mắc quỷ. Hai người mặc hai cao tím. Sao mình đi từ tông mà lợt lên đậm như ôm rề vậy? Hả? Về mua cho mấy áo nổi nổi á mà không biết là có bạn. À nè, đi vô đây ngồi làm ra ôm rè nè. Ôm rè từ từ là tới đậm. Dần cần phải nghe không? Vậy thôi. Nghe em tự đi, tự chơi đi. Tự chơi đi, đừng có chừng em. Tự chơi đi. Kiếm ra mày cầm đi chứ nói gì vậy? Đó chứ. Đi vô gần cái bếp á, ở chỗ ấy á. À đó, đúng rồi. Nó cũng là tự của mình. Nhìn không biết thùng rác. Nó cũng đẹp quá.
No. No, nó cũng nhập. Ăn cái gì tráng miệng đi coi cắt. Tao cắt bự nó ra. Miếng nắng mày, miếng nắng mày cho nó. Miếng nắng mày, được con không nắng đâu. Cái này. Nó còn mỏ rồi đó. Không, chứ không mỏ rồi. Thấy chưa? Nó uống lần. Nó có gừng với nó có cái gì ta? Quế. Quế. Nó đáng đáng là quế đó. Không là giống như là cà phê sữa. Là như cái chi. Coi giùm mấy giờ cho tao không coi được. Má chị em đang ngồi ở sân bay chờ bay mà tự nhiên vô màu tím hết. Mà bữa nay lễ nhà thờ mặc màu tím. Rồi tím mà từ tông lợt tới đậm luôn. Đó. Cái nỗi mà củ khoai mà cũng tím là hết rồi. Khoai tím luôn. Tông tông khoai mà cũng sẹp không được tím. Ba chị em sinh đôi đi thăm một chị nữa thành bốn chị em sinh đôi. Sinh đôi chị sinh tư sinh đôi. Không. Nhưng mà nhà mình là phải bốn chị em sinh đôi. Tí ăn gì vậy? Đang chờ lên máy bay. Là sân bay. Mình sẽ đi cái hãng Spirit. Đây là sân bay Bush Houston. Máy bay đang chờ mình đó. Mình sẽ đi bên này A17. Cái cổng này. Bên này là của A18. Ba nàng tím đã yên vị đây ngủ đi. Ăn uống no nê rồi. Ngủ đi. Nó tím đậm chứ nó phải nói là nó tím đậm ngủ đi. Thì sao đi đâu đây? Đi đâu biết đâu. Quốc ăn kim chi cái gì? Đi Quang Quốc làm gì? Sẽ sắc đẹp hả? Da dẻ nhăn nhóm không lo mà cứ lo đi cắt cho cái cam nó nhọn nhọn. Xong rồi nó ken luôn. Tới Orlando rồi, máy bay đã hạ rồi các bạn nè. Mà cái gì nó kêu cọt kẹt hoài. Chờ lâu ghê chứ mới xuống được. Ở phần bên ngoài cửa sổ của máy bay á. Ba chị em từ Houston qua Orlando thăm mà chị. Mà lớn tuổi quá, ba đi không được. Mình còn trẻ, mình đi qua mình thăm ba chứ. Rồi kêu mẹ ăn dỗ mà em đi không dỗ mẹ gì không được. Gì không được. Làm mẹ yếu không kìa được. Chứ mở gì mà mấy năm trước còn qua đi qua được mà làm mẹ yếu. Em dỗ mẹ gì em định thằng không làm mẹ ngọng luôn quyết định là mẹ. Bây giờ mình get out from máy bay. Dạ sao không xuống được rồi đó vậy? Bye guys. Bye, thank you. Ủa tiếp đi nhanh quá vậy, đâu rồi? Tiếp đi rồi, sao trước hay sao? Sao trước? Hai nàng áo tím đi trước. Đi ra coi cái chữ lem bạc ra chỗ nào, đi ra lấy đồ. Hình như là phải đi lên tàu điện. Ở đây à, mình ra cửa sau ở đây. Nhưng mình đi cái giỏ ở đây. Đây nè. Ở đông ghê không? Họ đi ra qua thăm chị họ mà đi đông ghê. Mình đi qua cái bạc lem á, là cái chỗ mình lấy giỏ. Đó, chữ bạc lem là
con đang dọn vậy. Hai nàng áo tím đi trước. Đi chào á. Bây giờ ba chị em lên tàu điện để đi lại chỗ lấy hành lý. Đi chân trước rồi, hai ngày kia đi nhanh quá, hai ngày kia đi nhanh quá bỏ mình lại. Đón được hai bà dì ôm dì Út thôi, không ôm tôi, bỏ tôi đi, cụ bơ cụ bắt tay xách nách mang, không ai ôm cho cái nào hết. Ô, nặng quá, ô, gần chết luôn. Suýt chết, almost die luôn. Xuống dưới lấy giỏ con, xuống dưới lấy vali. Ủa, gửi xe hả Rin? Thôi đây điểm nào sâu dần má má được á, nó cười cười mấy người đó họ gặp nhau họ đang vui mừng đó, họ không nhớ gì tới mình hết. Cái đường đi xuống nè, nhưng đồ đi bộ là sao, già cả rồi cái đồ đi bộ là sao. Trời ơi, đón người Việt Kiều phải mặc áo đầm đỏ rồi đăng quang. Người ta mặc màu tím mà đi đâu màu đỏ. Mặc màu tím mà tự nhiên đi đó màu đỏ, ai cho đó. Lại cái spirit lấy đồ con. Không biết số nào đó, nó đâu có nhắn số nào đâu. Nó không có nhắn số nào. Gì con? Số 830 rồi đó không? À hình như cứ lại rồi coi có lấy hành lý xong rồi, bây giờ con của chị Năm đi lấy xe để chở mấy chị em về nhà, mà ngồi đây chờ trước sân bay á, đông quá đi chờ hơi lâu. Mặc áo đầm jean nhưng mà sợ lạnh, mặc cái quần ôm, quần len gì đó trao hơi hơi thôi. Cái xong cái gì nè, mặc cái quần ôm á cho nó tới đây, không có lòi ra chỗ làm. Cái xong cái tiết tới giờ đây nó gửi cái hình, nó nói là mặc màu tím. Cái em đâu có áo tím đâu, em nhớ được áo rồi nè, vô cởi cái đầm ra, bỏ vỏ bằng quần ra vô hả. Còn em gì yếu chứ bây giờ, yếu thôi. Đấy là bật mới yếu vậy đó, đây không được. Vỗ mẹ mà không có gì được. Cái sao mình cái công mình qua mình tham mà. Vỗ kỳ sao chị em mới đủ đi qua đi tham chỉ. Chị yếu quá, rồi yếu cỡ nào mà thấy qua thấy mặc đồ đẹp quá. Chị cũng yếu yếu rồi thôi thôi. Không có, chứ bây giờ là yêu quá chị. Không có, yêu quá. Yêu quá á, chắc không có mình tới đó. Thấy mình tới có vẻ không vui ở đây. Không biết giữa giờ nhờ có ân vô nhờ không? Có ân không hề. Không biết bậc ân mình tới thăm mà. Bây giờ Tấm ở trên đường về nhà Việt Nam. Tấm xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye.